Chào các bạn. Hôm nay Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn vị thuốc chu sa. Chu sa là một hoạt chất hóa học được tồn tại ở dạng đá khối. Thế nhưng đây lại là một vị thuốc được ứng dụng trong điều trị chứng bệnh động kinh, mất ngủ, co giật cực hay. Vậy cách sử dụng chu sa ra sao? Thì mời bạn theo dõi video sau đây và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để nghe thêm về những vị thuốc mới nhé. Chu sa còn được gọi với cái tên là thần sa, châu sa và đơn sa. Chu sa là phần bột màu đỏ, còn thần sa thông thường là các cục hình khối óng ánh có màu đỏ tối hay màu nâu hồng, kích thước to nhỏ không đồng đều. Trong thành phần của chu sa nguyên chất, lưu huỳnh chiếm 13,8% và thủy ngân chiếm 86,2%. Chu sa có vị ngọt, hơi hàn, đi vào kinh tâm và hệ thần kinh. Công dụng của chu sa mang lại: chữa mất ngủ, hoảng loạn, mê sản, chữa trị co giật và động kinh, giúp an thần và chữa co giật mạnh, chữa mụn nhọt ngoài da, tác dụng điều trị di tinh, chữa chứng thần kinh suy nhược, chứng co giật, quấy khóc ở trẻ nhỏ, chữa nhiễm trùng gây sốt cao, hôn mê. Cách sử dụng chu sa, bài thuốc về chu sa như sau: hỗ trợ trị mất ngủ, hồi hộp, mơ sản. Chu sa tán bột 1g, một quả tim lợn. Cho chu sa vào trong tim lợn rồi đem hấp cách thủy để ăn trong ngày. Mỗi ngày ăn một quả, thực hiện như vậy liên tục một tuần. Trẻ em sốt cao, hôn mê, nói sản và co giật: chu sa 6g, 1g ngô hoàng, 15g sinh hoàng liên, 12g hoàng cầm, 12g sơn chi tử, 8g ức kim. Bào chế thuốc dạng hoàng, mỗi lần dùng 1-3g với nước sắc đăng tam thảo. Hỗ trợ trị động kinh, giảm chứng co giật: bột chu sa 5g, đem hòa cùng với nước uống khi có dấu hiệu co giật. Trị miệng bị lở loét, mụn nhọt, họng sưng: 5g chu sa, 50g mang tiêu, cho bột vào nước sôi để nguội, khuấy đều để uống. Để hiểu thêm về chu sa cũng như các vị thuốc khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình. Trên màn hình là dạng sản phẩm chu sa. Nếu bạn quan tâm sản phẩm có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video khác bổ ích hơn nhé.